Time! Epic Batman! Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay sẽ là một video tiếp tục update về cuộc sống chuyển nhà mới của mình. Thì bạn nào mà chưa xem qua cái video này là video unbox cái set Genesis Rider của Gaiam cũng như thông báo chính thức về việc chuyển nhà của mình, thì có thể xem lại ngay nhé để nắm bắt thông tin kỹ hơn. Các bạn nào mà muốn tóm tắt nhanh gọn thì đấy, đơn giản là mình vừa chuyển nhà. Và tất nhiên về chuyển nhà sẽ là những cái thứ mới, như là đấy, mình có một cái tủ mới vừa mới đóng xong. Thế là mình sẽ rất là muốn hân hạnh và chia sẻ mọi người qua về cái tủ cũng như là không gian sống mới của mình. Thì đây, nói chung là tủ nó sẽ như này, được cái là phòng mới thì nó cũng rộng hơn ấy. Thế là mình làm cái tủ to hơn, không như ngày xưa là phải giấu bớt đồ chơi vào tủ quần áo ấy. Đấy, thì nói chung là nó sẽ như thế này. Thì tinh thần bài trí thì mình sẽ demo nhanh qua. Thì như mọi người thấy là chủ yếu trên này sẽ liên quan nhiều về gọi là CSM với cả Heisei Rider. Đấy, thì ở trên cao này sẽ là toàn bộ từ Kuga này, Agito, Ryuki, đống đách thì hơi nhiều để phải bày tràn ra kia luôn. Đấy, vài giờ đây. Cái này của Âu hơi phèn một tí nhưng mà kiểu hết chỗ ấy, nên không bày được mấy cái medal ra để tạm này thôi. Nói chung là đành vậy, nói chung là tủ nó cũng hơi chật hơn mình tưởng tí. Nhưng mà đấy, nói chung là ngăn thứ nhất là thế. Ngăn thứ hai thì sẽ có Kabuto cùng vài món đồ chính của ông đấy. Deno cùng hai album đựng card của DK và Blade và Orb. Đây, chúng ta có Kiva, CSM ở đây. Cái cây touch CSM để chung mấy luôn. Bên này thì mình có DK, những cái đồ còn lại, cái Rybooker đó. Đây, ở đây sẽ có Double Driver 2 phiên bản CSM và DX. Đây, bày hết là ở đây. Thì nó cũng khá là gọi là xít sao luôn, khá ổn. Đây, căn dưới này sẽ là dành cho Files này. Đây, mình có Files, Gear, các thứ đồ. Ngăn này thì hơi hổ lốn tí, tại vì cũng đang hơi gọi là hơi chật chội, nên mình phải để chung với nhau. Đây, thì vài đồ Ultraman, Sentai, Hibiki, Gokai thì hơi cay một tí là còn mấy set key này mình vẫn chưa gọi là tìm được chỗ để, nên là mình để ngoài tạm. Sẽ cân nhắc chỗ để cho mấy key sau. Còn đây là một cái mình khá là tự hào, thành quả của tháng 7 vừa qua là cái dàn đồ của Gaiam đây. Đấy, thì nói chung là Gaiam series cũng spam khá nhiều thứ, thì nói chung là mình chỉ tập trung vào những cái chính nhất thôi. Nói chung là cũng gọi là có một chút màu sắc cho nó gọi là đẹp tủ đấy. Thì nói chung là dòng Gaiam đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều review liên quan đến Gaiam trong thời gian tới, nên là hãy mong chờ điều đó nha. Đây, ngăn dưới thì là sẽ đặc thù hơn một tí. Thì đây, ngăn này mình sẽ thiên về Kabuto Bu. Toàn bộ đồ còn lại của dòng Kabuto sẽ hết ở đây. Nói chung là cũng có khá nhiều thứ để review đấy, nên là hơi áp lực một tí, nhưng mà ok, không sao. Đó sẽ là câu chuyện của tương lai rất là xa. Đấy, Kabuto, đây là tất nhiên cạnh Kabuto Bu sẽ là một cái Bu khác để khá tự hào. Đó là Kiva Bu. Đó, là bộ đồ dòng Kiva. Dưới Kiva sẽ là một cái Bu nữa là Dry Bu. Ngăn này thì mình cũng đang hơi gặp khủng hoảng một tí, tại vì mình mới chỉ để được mấy cái đồ cơ bản của ba rider chính thôi. Còn Gold Dry với cả Lupin thì cũng chưa có chỗ luôn ấy, nên mình sẽ nghĩ sau để câu chuyện của tương lai. Để máy tính đấy, nhưng mà đấy, cho được cái để hết được dàn xe ship ca các thứ này cũng tạm tạm ổn. Ở đây, ngăn bên này thì mình sẽ để Blade và Saber. Hai series cũng hơi có mùi liên quan đến nhau. Đấy, thì Saber thì chủ yếu là có cái driver kiếm 81cm với cả cái Hauken. Còn Blade sẽ là dàn CSM của ông đấy. Đó, thì lệ hai ngăn này. Đây, nhân tiện có con Kalis của Lord Kaitaki tặng, rất là trân trọng đáng quý. Còn ngăn dưới này mình gọi vui là đáy xã hội. Tức là những cái món EX mà không thực sự là mình gọi là chủ động sưu tập mấy, mà mình gọi là bày cho nó, gọi là mua cho nó gọi là đủ dàn bên ấy, mấy cái đứa đấy. Đấy, thì có Nexus, không liên quan lắm đấy, Nexus đấy, Wizard đây, đây có Zero One, Geo đây, có Revise, Build. Còn mấy item nữa mình chưa kịp bày ra, nhưng mà sau này sẽ để nốt item ở cái khu vực kia, khu vực trong còn lại đấy. Còn bên này thì có X-Ray, Ghost và 4-Ray, 4-Ray và 40 Astro Switch các thứ. Thì đấy, nói chung là vẫn còn vài thứ nữa mình chưa bày ra, thì
mình sẽ xử lý nốt cái thùng này vào mấy ngày nữa. Không biết có nhét đủ ở đây không, nhưng mà đấy, bây giờ tủ mình cũng phải nhét một đống hộp bên kia rồi, thì nó cũng hơi khủng hoảng diện tích một tí. Nhưng mà xa thì trong thời gian tới đây sẽ là cái khung cảnh mới của kênh, thì mình vẫn đang tư duy về kiểu quay review ở hậu cảnh nào ấy. Thì mình sẽ có thể là ở khu vực này hay gì đó, đây góc này chăng, có thể là góc này hay là gì đó, mình sẽ tính sau. Nhưng mà nói chung là một video thông báo nhanh qua về thay đổi mới của kênh, thì mong mọi người sẽ nhận biết và không kiểu nhầm lẫn, và sẽ tiếp tục ủng hộ kênh mình trong thời gian tới nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, và hẹn gặp lại các bạn cho những dự án tương lai của mình. Bye bye.